lãnh tụ đối lập của Venezuela tuyên bố ra tranh cử tổng thống tên từ Caracas. Nhà lãnh đạo đối lập tại Venezuela là thống đốc Henrique Capriles, 40 tuổi, tuyên bố ra tranh cử tổng thống, chạy đua với quyền tổng thống Nicolas Maduro. Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 4 để quyết định cuộc cách mạng theo kiểu Chavez sẽ còn sống sau khi ông Hugo Chavez đã chết hay không. Theo kết quả các cuộc thăm dò mới đây, ông Nicolas Maduro, 50 tuổi, nguyên là một tài xế taxi, trở thành chủ tịch nghiệp đoàn và phó tổng thống, sẽ dễ dàng chiến thắng cuộc bầu cử. Ông Maduro tuyên thệ nhậm chức quyền tổng thống trong ngày thứ Sáu, đã nhanh chóng quyết định cho bầu cử để có thêm lợi thế trong lúc người dân Venezuela còn đang thương tiếc cố tổng thống Hugo Chavez. Qua cuộc họp báo, ông Capriles đã tố cáo ông Maduro đã che giấu cái chết của ông Chavez để giúp cho ông ta có thêm thời gian chuẩn bị tranh cử. Ông Maduro lập tức lên tiếng, nói rằng ông Capriles đã tấn công lịch sự, tấn công gia đình Chavez và sẽ phải trả lời trước luật pháp. Ông Capriles đang làm thống đốc tiểu bang Miranda đã nhận được 44% số phiếu qua cuộc bầu cử vào tháng 10 năm 2012.